Vâng, em chuyển lên sóng con âm Lê Sơn Xuôi 8080 dB để các bác cùng ngắm. Vừa rồi thì em cũng đã hết hàng 8080 dB. Con này được trang bị là màn hình LED nên rất là sáng. Máy đẹp là xuất sắc nha các bác. Len keng luôn nha. Con này sexy vàng. Đấy. Hàng đạt tiêu chí để các bác vừa chơi vừa trưng bày nha. Bên em là phải hàng tuyển chọn đạt tiêu chí vừa nghi vừa chơi vừa trưng. Đây là những con hàng đẹp về các bác chơi và sau này nâng cấp thì cái đồ khấu hao rất là ít. Tám không tám không db rất nổi tiếng về âm thanh rồi bác, nói chung là dòng 8070 là đã hay rồi, 80 trở lên thì các bác đánh từ bass 30-40 là vô tư, tất cả những dòng loa đều em nói là đánh được và thiết kế gọi là flagship cực kỳ đẹp của hãng Sansui. Và em nói có hai đồng hồ vô phía trước nha, tại vì đồng hồ led và que vào điện thoại thì các bác sẽ thấy nó nháy nha, rồi nó sáng cường độ rất là lớn, nhưng mà ngoài đời nhìn những cái bóng led nó rất là đẹp luôn. Này vô gỗ đẹp xuất sắc nha. Con này em đã báo là giao các bác là 31.500.000 nha. 31.500.000. Ba cầu loa đẹp keng luôn. Series con này là 0319 nha. 0319 nha các bác, 0319. Đẹp xuất sắc, ốc vít này, sáng tròn. Series là 0319. Ốc bác em mở sẵn rồi. Sexy vàng. Em mời các bác cùng ngắm lại cái vĩ điệp trưng bày của em nó một lần nữa nha. Nấm nút là sáng tròn nha các bác. Chỉnh được bát mic chép trong từng vế luôn. Bộ gỗ là rất là đẹp. Đi vào nội thất bên trong thì các bác sẽ thấy được cái đồ đẹp của nó luôn. 31.500.000 là em chiến đã bao gồm phí ship, em bao giá cho các mình chơi luôn. Và hiện tại em về là những sản phẩm nó đẹp tuyển chọn nha. Sexy vàng. Rất là đẹp nha, xuất sắc luôn. Chiến khoản đủ thì em sẽ bớt vài trăm nha, khoảng đâu đó là 300.000, là 31.200.000. Nếu chiến khoản cọc tiền các bác cọc khoảng 10% trở lên, 2-3 triệu trở lên là em sẽ ship hàng tận nơi nha. Máy thì hoạt động hoàn hảo hết, tất cả em bao zin nha. 8080 dB, 31.500.000. Bên em có cả 90 dB và G7000, 8000 vân vân. Ở phân khúc thì tùy theo các bác mình sử dụng thôi, cho tầm khúc trên 30 thì chúng ta chọn 8080 dB nha. Nghi hay, bài đẹp, tuyệt vời. Sexy vàng, ống ánh, 7 màu. Mọi chi tiết mua xem sản phẩm các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại này nha. Zalo có hai số luôn, các bác có thể nhắn tin cho em nha. Giá thì em bao sẵn rồi, cọc tiền thì cọc khoảng 3 triệu, 2 triệu, 3 triệu gì đó trở lên là em đóng hàng. Và trước khi đi bác nào cần video, em làm video đang trên YouTube này các bác cùng xem. Còn chiến khoản đủ thì em sẽ bớt chút đỉnh, đỡ tốn tiền phí thu hộ tiền, nên em sẽ bớt khoảng 300.000 nha. Bên em là chuyên hàng đẹp nên các bác nào muốn hàng đẹp, chất lượng, giá cả hợp lý, ổn định thì các bác cứ alo cho em nha. Rồi em dừng video và hẹn các bác ở video kế tiếp.